Căng thẳng lắm luôn rồi chị. Căng thẳng lắm hả? Tôi mỏi chân một khiếp. Mỏi tay luôn hả? Ngồi gấp rụm hả? Mỏi chân lắm các bạn ấy nha. À, chào các bạn, hôm nay bé Sĩ Mụi vừa mới đi thi vẽ xong, còn phải chờ kết quả nữa nha các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ bé Sĩ Mụi nha. Trời mưa các bạn ơi, vui quá, cuộc thi kết thúc rồi. Và ăn một cái ly kem mà ly kem nó lỏng lét luôn, không còn một tí kem nào luôn. Trời, cuộc thi kết thúc nha. Chưa biết hạng nhất hạng gì nha. Nhưng mà tụi mình nghĩ là mình sẽ hạng nhất không biết. Chocolate Rainbow Donut này nè. Cái đó không? Cởi khẩu trang nha đi con. Ai gì đây? Cái này hả? À. Đúng mà. Cuộc sống tương ơi, cô Chiên làm gì cô Chiên cũng quay vậy. Hành cua. Đó đưa hành cua cho nó đi. Gắp ra. Không bị chết. Cho nó với thằng nào tốt. Không có gì. Cái chứ à. Ê Chi, cái này nó chi. Dạ. Hôm nay đi đâu? Ăn rau không? Ê, đặt hãy tập ăn rau đi nha. Cỡ này là sức lớn rồi, không đưa cái đó đó. Nó cay tí bò mà đưa cho nó rau muống đâu gì nè. Ăn vài cọng cho bếp chứ, ăn đi. Phải ăn rau mới được. Ăn cho mặt không có mụn. Không ăn mốt mặt mụn không đó. Rau là chị ơi. Mọi thứ một chút. Ăn cho nó. Còn Chiên quay không có đẹp clip này vậy. Nó clip mà không qua mình quay. Cái gì? Cái gì? Nó cho luôn.